Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Tý tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Vận trình tháng 11 của người tuổi Tý khá ảm đạm, bạn khó có thể đạt được những bước tiến rõ rệt trên nhiều phương diện của cuộc sống. Chính vì vậy, bạn cần phải tự nhắc nhở mình cố gắng, không nên suy nghĩ tiêu cực, thậm chí bỏ cuộc giữa chừng. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tử, bản mệnh dù thông minh, nhanh nhạy nhưng thường xuyên do dự, thiếu quyết đoán, không thực sự tin tưởng vào chính bản thân mình. Do đó, dù nuôi trong lòng tham vọng nhưng bạn thường để lỡ thời cơ, thậm chí bị người khác nẫng tay trên thành tích của mình trên phương diện tài lộc bản mệnh cũng thường để lỡ thời cơ vào tay đối thủ. Bạn chưa dám thử sức ở những hạng mục mới hoặc hạng mục quan trọng, thường xuyên lo lắng, suy trước tính sau nên hay đi sau người khác. Xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi tí âm lịch, tình hình tài chính của bạn chưa có những cải thiện rõ rệt, đa số mọi người cũng chỉ dừng lại ở mức đủ ăn đủ tiêu, có đồng ra đồng vào mà thôi. Chuyện tình cảm cũng lắm nỗi éo le, bạn thường giữ những cảm xúc của mình ở trong lòng không tâm sự với người thân nên dễ trở nên đa sầu đa cảm tính khí thất thường những hiểu lầm giữa vợ chồng có thể nảy sinh vào khoảng thời gian này khiến bạn càng bối rối không tìm được cách khắc phục tuy nhiên dù có gặp phải nhiều khó khăn đến đâu bản mệnh cũng cần cố gắng và lạc quan bởi sau cùng thì các tinh cũng sẽ xuất hiện chỉ cho bạn một hướng đi đi theo hướng đó bạn sẽ dần dần khắc phục được mọi vấn đề cuộc sống trở về guồng quay quen thuộc tử vi tháng 11 năm 2021 âm lịch của tuổi Tý về phương diện sự nghiệp. Công việc của người tuổi Tý chưa có nhiều tiến triển lạc quan vào thời điểm này, nhưng cũng vì vậy mà bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình cố gắng hơn, chớ vì công việc dậm chân tại chỗ mà trở nên lơ là, được chăng hay chớ. Do ảnh hưởng của nguyện lệnh lâm tử, bản mệnh cũng trở nên thiếu quyết đoán hơn khi đưa ra các quyết định bạn thường xuyên lo lắng mình làm như vậy là nên hay không nên, sẽ đem lại tác dụng gì cũng như có khiến rắc rối nào nảy sinh hay không. Tuy nhiên, chính vì hay lo trước lo sau như vậy mà bạn thành ra trần trừ, do dự, nhiều khi để vượt mất cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt. Vì con đường công danh sự nghiệp không được hanh thông trong khoảng thời gian tháng 11 âm lịch này nên tốt nhất bạn không nên nghĩ đến những cái đích quá xa xôi. Hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, chờ đợi một cơ hội ghi điểm trong mắt lãnh đạo khi gặp phải khó khăn gì trong sự nghiệp bạn cũng không nên giữ mãi trong lòng tự mình tìm cách giải quyết hãy thử chia sẻ trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình để nhanh chóng tìm ra cách khắc phục hữu bật cát tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi chỉ cần bạn quyết tâm mà thôi nếu trước nay bạn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người thì trước sau gì cũng có quý nhân tới giúp đỡ định hướng cho bạn giải pháp thích hợp tử vi tháng 11 năm 2021 âm lịch của tuổi Tý về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi Tý âm lịch vận trình tài lộc của bạn không có nhiều dấu hiệu phát triển. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy tuy bản mệnh thông minh, nhanh nhạy, biết nhận biết đâu là thời cơ nhưng lại không có được sự quyết đoán để nắm bắt. Khi đứng trước những cơ hội mới, bạn thường lo lắng mình không đủ năng lực nên dễ dàng nhường thời cơ cho người khác. Người làm công ăn lương không có tinh thần làm việc bạn thường làm việc một cách uể oải được đến đâu hay đến đấy nên chất lượng công việc chỉ ở mức đạt yêu cầu khó có thể gây ấn tượng với ban lãnh đạo cũng vì không gặt hái được thành tích nào xuất sắc nên bạn rất ít có cơ hội được thưởng nóng hoặc cất nhắc thăng chức tăng lương thái tuế hung tinh xuất hiện cảnh báo bản mệnh dù bắt tay vào công việc quen thuộc thế nào đi nữa cũng chớ nên chủ quan coi thường chỉ cần bạn bất cần một chút thôi là vẫn có thể để xảy ra những lỗi sai không đáng có thậm chí phải dùng tiền của mình để đền bù thiệt hại hữu bật giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh bớt phần ảm đạm. Chỉ cần cẩn trọng khi làm việc, bạn có thể tránh được nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Thậm chí, bạn còn được quý nhân cầm tay chỉ việc chạm được vào một cơ hội kiếm tiền triển vọng. Tử vi tháng 11 năm 2021 âm lịch của tuổi Tý về phương diện tình cảm. Con đường tình duyên của người tuổi Tý cũng kém phần thuận lợi trong khoảng thời gian này cuộc sống không thuận lợi khiến bạn cảm thấy buồn phiền đa sầu đa cảm thậm chí đóng của trái tim mình không cho những người thân thiết chân thành cơ hội quan tâm giúp đỡ mình người độc thân cảm thấy quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày nên không muốn dành thêm thời gian cho bất kỳ ai khác chính vì vậy khi được giới thiệu cho một vài đối tượng bạn thường tìm cách để từ chối khéo với những người đã lập gia đình bạn và nửa kia thường thiếu sự thấu hiểu sẻ chia bạn có nhiều tâm sự nhưng lại không muốn trò chuyện với người ấy, chính vì vậy mà tâm lý luôn căng thẳng, mệt mỏi, tình cảm cũng có dấu hiệu xa cách hơn. Khi có những chuyện không thể tâm sự với người thân, bạn cũng nên tìm một đối tượng mình thực sự tin tưởng để chia sẻ nỗi lòng. Con giáp này không nên ôm hết mọi việc vào người, bởi vốn dĩ bạn không hề cô độc, xung quanh vẫn có rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Tử vi tháng 11 năm 2021 âm lịch của tuổi Tý về phương diện sức khỏe may mắn là vận trình sức khỏe của người tuổi tý không có những biến động quá lớn dù tinh thần có căng thẳng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thể chất nếu có lòng quyết tâm bạn hoàn toàn vẫn có đủ sức lực và khả năng để vượt qua khó khăn thậm chí biến thách thức thành cơ hội điều duy nhất bạn cần chú ý trong khoảng thời gian này chính là phải cẩn thận khi xuất hành đi xa hoặc khi lao động chân tay vận hành máy móc bởi chỉ cần bất cẩn một chút thôi là bạn có thể để xảy ra tai nạn bất ngờ Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi Tý âm lịch khuyên làm việc gì bạn cũng cần giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo, vừa để tránh lỗi sai vừa để tránh tai nạn. Khi cơ thể mệt mỏi có dấu hiệu cảnh báo, bạn nên nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức. Cẩm nang vượng vận tháng 11 năm 2021 âm lịch cho từng tuổi Tý. Tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán khẩu quyết, thường xuyên trần trừ, do dự, để lỡ thời cơ đáng tiếc. Quý nhân, thân, sửu. Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, tình hình tài chính dậm chân tại chỗ, cần quyết đoán hơn. Quý nhân, thìn, sửu. Tiểu nhân, mùi, mão. Màu sắc may mắn, bạc, xám. Tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc, nam thái dương, nữ thổ tú khẩu quyết thích sống trong thế giới riêng không muốn chia sẻ trao đổi với người khác quý nhân thân hợi tiểu nhân mão dậu màu sắc may mắn đen xanh da trời tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình có dấu hiệu xa cách quý nhân sửu hợi tiểu nhân tuất ngọ màu sắc may mắn xanh dương trắng tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết, chú ý hơn khi xuất hành đi xa hoặc lao động chân tay để tránh tai nạn. Quý nhân, thân, thìn. Tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, ghi, vàng kim. Các bạn thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Tý trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại